Cho Linh, nó gọi cho lượng về thì ấy cái nước có từ giờ tôi hết nó chạy nước á. Ừ, ông nát nhà cứ gọi nước con nó ra cái đồ. Có giờ thời gian thì làm sao mà có được. À, bà đưa điện, có khoan nãy sao đang làm từ từ đã nốt cái này. Không mang đi á. Vậy điện thoại cho Linh, Linh gọi cho lượng về xử đi cái quầy bơm nước này. Vợ chồng nhà anh Linh đang đi đâu á? Đi lấy bảng. Đợi cháu tí nha, cháu đang... Mình đang cần cái kia hại nước thì mình đợi mày tí, cái này mày làm sao tí được. Chưa mà được, chứ đang quay dở, bây giờ bỏ quay sắp xong quay. Rồi, sắp xong rồi. Cho lượng đúng không? Gọi cho lượng được đấy, lấy gọi được lượng thì có lượng về ngay xử lý đi cứ lấy bơm nước tay cứ phải nước tay. Ở đây kia kia quá. Gọi cho chị Nhung đây này, bà bảo chị Nhung này. Bây giờ thế chị bắt máy này, bà nghe nhé. Nó đang tút tút. Gọi cho lượng về ngay, dịp ngay chứ gọi nước ở trên chép thôi.
Chảy hết nước à? Rồi chảy hết nước kia kia. Thank you.